Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A nhập khẩu ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và nhập khẩu về Việt Nam mình là 2015. Đăng ký biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2015 ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nó là màu đỏ, trên đăng ký nó là màu đỏ, nhưng nhìn nó có rất nhiều loại màu đỏ nhé. Thông thường thì quý vị và các bạn nhìn ở ngoài đường nó chạy đấy, những chiếc xe Kia Morning màu đỏ thì thường là nó có màu đỏ cờ này, đến phiên bản đời cao hơn thì nó có màu đỏ đun này. Nhưng chiếc xe này nó lại có cái màu đỏ nó khác với những chiếc xe bình thường ở ngoài đường, đó lại là màu đỏ hồng đấy ạ. Nhìn quý vị các bạn nhìn thấy nó màu đỏ hồng ạ. Tôi phải đem ra chọn cái thời điểm mà nó nắng nhất để cho tôi quay. Dưới ánh nắng thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cái màu đỏ này dưới ánh nắng là nó rất là đẹp, và nó mới nổi được lên cái màu đỏ thực sự của nó đấy ạ. Chứ vì là nếu như mà để trong bóng râm, để trong những chỗ trời tối ấy, nhìn nó không rõ được cái màu nó đâu. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản nhập khẩu thì là cái option của nó thì đầy đủ rồi ạ, tương đối là đầy đủ ạ. Và để những chiếc xe ở cái phân khúc hạng A như chiếc xe Morning này mà option nó thì nhiều chiếc xe ở cái phân khúc hạng C hoặc là những chiếc xe phân khúc SUV cũng chưa chắc đã có được bây giờ đấy. Đời bây giờ chưa chắc đã có được, chứ không nói gì đến đời 2015 đấy. Quý vị các bạn thấy đây, nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý vị các bạn đã thấy rồi đấy ạ. Xe đã được trang bị đèn pha bi xenon. Đây ạ, đèn pha bi xenon, và bên dưới cái đèn pha bi xenon này là cái giải đèn LED của hai bên. Đấy, đèn pha bi xenon này, đèn gầm này, bên dưới là cặp đèn gầm này, và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, tôi quay cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Đèn pha bi xenon này, dưới là đèn LED này, thiết kế rất là đẹp, đúng là Kia hàng nhập khẩu nội địa nó mới được đầy đủ đồ và đẹp như thế này quý vị các bạn nhé. Chứ cái phiên bản trong nước thì chưa đầy đủ đồ được như chiếc này đâu. Đấy, và còn rất là mới, rất là đẹp. Từ năm 2015 mà quý vị các bạn thấy đây ạ, cái mặt ca lăng này, từ cái logo này, chữ này, rồi đến những cái chi tiết chrome mà nó còn mới, còn sáng, còn đẹp như thế này đây ạ. Hàng nhập khẩu bản nội địa nó mới có được cái option và cái tiêu chuẩn chất lượng nó mới cao được như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Đấy, la răng thì đã được trang bị la răng đúc rồi. Đấy, la răng đúc và phanh đĩa 4 bánh. Đây ạ, đây là cái phần la răng đúc này, phanh đĩa 4 bánh, và chủ xe này cũng đã sơn lên cái má phanh, cái cụm phanh đấy, cụm phanh mà chủ xe sơn thêm lên nó màu đỏ đấy ạ. Đấy, chủ xe sơn thêm cái phần phanh màu đỏ, và cái phần lốp cũng còn rất là dày. Đấy, cụm đèn hậu đây, quý vị các bạn xem qua về cái phần cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp, rất là mới ạ, chưa có bị xước sát, cong vênh, nứt vỡ gì cả đâu ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, cụm đèn hậu còn rất là đẹp. Và xe này cũng đã được trang bị là khóa cái cốp này là cốp điện quý vị nhé, cốp điện này, và camera nguyên bản. Camera nguyên bản nó đi liền với cái logo này đây. Đấy, camera nguyên bản theo xe này. Bên dưới là có cảm biến lùi này. Option thì rất là miên man, kể mãi không thể hết option được. Và cái cụm đèn lùi nó được thiết kế là bên dưới này, rất là đẹp, rất là điệu đà. Và phần lốp đây thì quý vị các bạn thấy đây, la răng này, lốp này còn rất là dày, rất là mới đây ạ. Chiếc xe này mới lăn bánh có 5 vạn rưỡi km thôi. Tên tư nhân, biển Hà Nội. Đấy, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương. Cái này là chúng tôi mua về là nó hơi bẩn một chút nhé, chứ không phải là xước sát gì đâu, nó bẩn thôi. Đấy, gương chiếu hậu này được tích hợp xi nhan trên gương và là gương gập điện rồi. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa từ cánh cửa bên phụ và cánh cửa bên lái đều được bấm tay mở cửa. Và cái khóa này, cái tay nắm mở cửa cũng là bằng chrome, rất là đẹp luôn đấy ạ. Ở cái phiên bản nội địa này, option nó mới được nhiều như vậy, chứ nếu như phiên bản trong nước hoặc là bản thiếu thì cái tay nắm này nó lại còn bằng nhựa đen cơ. Đấy, cái gương này cũng vậy. Gương thì đã được chủ xe dán cái phần ni lông này, ni lông giả carbon đấy ạ. Chủ xe đã dán thêm cả cái phần trần. Chủ xe dán thêm phần trần và phần gương. Sơn bộ phanh
Đấy là cái phần mà chủ xe đã độ thêm lên. Và cái hạn đăng kiểm thì quý vị các bạn thấy đấy, rất là dài, đến tận tháng 5 năm 2022 cơ. Đấy, đăng kiểm còn rất dài. Option thì bây giờ tôi sẽ vào xe, tôi sẽ tả thêm cho quý vị và các bạn này về cái phần option của chiếc xe này. Option của chiếc xe này thì tương đối là nhiều đấy, tả mãi cũng không hết đâu. Đầu tiên là cho quý vị các bạn xem này, khóa thông minh này. Khóa thông minh đây nhé, bấm tay mở cửa này. Khóa thông minh này, bấm tay mở cửa này. Gương chiếu hậu là gập điện này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là cái phần bậc cửa mà chủ xe đã lắp thêm để chống xước đây, cho nên là cái bậc cửa nó rất là đẹp, chưa có bị xước sát gì đâu ạ. Đấy, phải đi là giữ gìn mới lại được đẹp như thế này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và sản xuất tại Hàn Quốc ạ, nhập khẩu nội địa Hàn Quốc đây ạ. Xe thì cũng đã được trang bị là nguyên bản là ghế da xịn cao cấp rồi đấy ạ. Cái bản nội địa này nó mới có ghế da xịn cao cấp này và sấy ghế. Đây là cái phần sấy ghế đây ạ, tôi quay cho quý vị các bạn xem ạ. Đấy, đây là cái phần sấy ghế đây quý vị các bạn nhé. Đấy, sấy ghế, sấy vô lăng. Đây là cái phần sấy vô lăng này, sấy ghế, sấy vô lăng, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này. Đấy, quý vị các bạn thấy chiếc xe nhỏ như thế này mà option lại rất là nhiều. Option thì tương đối là nhiều đấy ạ. Đây là cái phần cửa sau cũng đã được trang bị, cũng đã được chủ xe lắp thêm cái ốp bậc cửa này. Táp bi cửa thì rất là đẹp, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào để xem cái phần option bên trong của chiếc xe này nó như thế nào nhé. Option về cái phần đồng hồ tablo, đầu tiên là cho quý vị bạn xem là đèn ổ start top đây này. Đấy, tôi bật lên cho quý vị và bạn xem, đã có được trang bị là đầu DVD rồi nhá. Đấy, đầu DVD nguyên bản theo xe. Đây, đồng hồ lăn bánh được 5,5 km rồi. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, cruise control này. Đấy, cái này phải đi đường trường mới thích được. Quý vị các bạn thấy ạ, cái chất lượng của xe nhập khẩu thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy. Nếu như ai mà đi xe nhập khẩu rồi thì chưa chắc đã thích đi xe trong nước đâu. Kể cả cái xe máy, tôi ví dụ như cái xe SH đấy, quý vị các bạn thấy có những chiếc xe SH đời từ 2010, 2011 bây giờ như giá còn đắt hơn cái xe trong nước rất là nhiều, mặc dù xe trong nước bây giờ là mới. Gương chiếu hậu cũng là gương chống chói đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Túi khí thì quanh xe luôn. Đấy, phiên bản nhập khẩu thì nó mới đầy đủ được như thế vậy ạ. Chứ còn nếu như phiên bản lắp ráp trong nước thì không được đầy đủ như vậy đâu. Đây là cái phần phía sau. Để tôi tắt đi cho nó đỡ réo đã, tôi đang bật điện. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn. Rất là đều xe đấy ạ. Màu này thì chắc là nhiều chị em phụ nữ nhìn vào là thích luôn. Vì cái màu nó đã đẹp và chiếc xe thì lại còn mới như thế này đấy ạ. Đấy, táp bi cửa rất là mới ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn quay về cái phần ốc đã. Đây là cái phần ốc này. Ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này. Từ những cái ốc chân đèn này, đến ốc tai này, ốc giảm xóc này, tất cả cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và các bạn nghiên cứu kỹ hơn, đi sâu hơn. Hoặc là chúng tôi có thể mời quý vị bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đây là cái phần ốc ác của quý vị và bạn xem nhé. Từ ốc chân máy này
cho đến ốc mặt máy này, nó còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc này còn nguyên bản hết. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi mua về chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì đâu, vì nó đẹp rồi, không cần phải dọn nữa. Cho nên là chúng tôi sẽ tiết kiệm về cái phần này, dọn dẹp. Chỉ có rửa ráy và đem quay lên đây giới thiệu để cho quý vị và các bạn cùng xem thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và bạn, và chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn tối đa vay tới 70% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi trong vòng 6 năm cơ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh cho gia đình, hoặc là các bác nào mà mua cho vợ nhá, cho chị em phụ nữ, cho con, chiếc xe này thì hoàn toàn hợp lý đấy ạ, vì giá chỉ hơn 300 triệu đồng thôi và lại còn được hỗ trợ trả góp nữa. Trong khi đó lại được sử dụng một chiếc xe nhập khẩu còn đẹp như thế này ạ. Tại vì ở thị trường Việt Nam mình thì từ sau thông tư 20 năm 2011 thì là những chiếc xe nhập khẩu như thế này thì còn rất là hiếm trên thị trường. Phải nói là tìm rất là hiếm trên thị trường đấy, chứ nó không có sẵn nhiều đâu ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tình hình là thời tiết thì nó rất là nắng nóng, cho nên là chúng tôi cũng không ở ngoài trời nó lâu, tại vì là nó nắng nóng lắm, mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là cho phép tôi được dừng video tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.